Nếu mà giảng pháp là vô ngã, là giai không, vậy thì ai là người tạo nghiệp và ai là người phải lãnh lấy cái nghiệp đó? Và thông thường ai cũng hiểu rằng là phải có một cái con người tu tục nào đó mới là thọ cái nghiệp nhân quả từ đời này tới đời khác. Chứ nếu không có một cái con người từ đời này tới đời khác là liên tục thì lấy ai mà thọ lấy cái nghiệp quả của mình làm ra? Trường đại đa số là ai người ta cũng hiểu vậy. Phải có một cái linh hồn. Thông thường ở thế gian ta gọi là linh hồn. Còn trong đạo Phật thì người ta không nói linh hồn thì người ta gọi là giác linh. Chứ cũng là một cái ý thường kiến như vậy. Thế thì có một cái linh hồn không? Có một cái giác linh không? Và nếu không có linh hồn, không có giác linh thì tại sao á, đường xưa mây trắng của thiền sinh Nhất Hạnh biết rằng là Đức Phật có những lúc làm con nai, rồi trong hàng đệ tử Phật có những lúc đứa làm con cò, đứa làm con cua, đứa làm con cá. Đường xưa mây trắng biết như thế. Thì với cái vấn đề tạo nghiệp và thọ quả báo, tất nhiên là nó phải còn có một cái liên tục chứ. Để cái tên A đó, lúc đó thì là thọ cái quả báo làm con cò. Rồi cái tên A đó, lúc thì thọ quả báo làm con nai. Lúc thì cũng cái tên A đó, tạo cái tội nghiệp khác thì thọ quả báo làm cái con rùa. Có lúc làm con cá, vân vân, có lúc làm người, vân vân. Như vậy là phải có một con người thường xuyên liên tục để chiêu cảm lấy cái nghiệp nhân của mình. Ai cũng phải hiểu vậy hết. Được đại đa số người thế gian đều hiểu vậy hết. Mà cái chỗ này là cái chỗ khó này. Hiểu như vậy là không được. Phải có một cái gì đó, hoặc là linh hồn, hoặc là giác linh, hoặc là một cái tên gì đó để kéo dài, dính diễn, để mà thay hình đổi dạng. Lúc kiếp thì làm con cò, lúc thì kiếp thì làm con cá, kiếp thì làm con nai, kiếp thì làm con rùa, kiếp thì làm người. Mà phải có một cái liên tục. Cái đó đạo Phật không chủ trương vậy. Chủ trương như vậy tức là thừa kiến này. Cái bài chúng ta học này. Ngoài đạo thừa kiến. Như vậy là có rồi. Như vậy là có cái linh hồn hay là cái giác linh hay là cái gì đó liên tục, như vậy là có rồi. Như vậy là giảng pháp không phải là do là nhân duyên sanh rồi, mà là do một cái chất liệu nào đó sanh. Vậy thì cái chất liệu đó nó còn liên tục như vậy, vậy thì là làm sao mà Như Lai gọi là nhất thiết pháp vô ngã? Tất cả giảng pháp đều không có ngã. Không có ngã nghĩa là nó không có cái bản chất của tự nó để nó thường xuyên liên tục, nó duy trì là dính cứu được. Mà tất cả các pháp đều là trung trùng duyên khởi, tương quan, tác động, nương gá mà hình thành, chứ không có một cái bản chất thường xuyên liên tục để tự nó sinh ra nó. À, do chỗ đó cho nên ta học cái chữ mà thường kiến và đoạn kiến này là khó lắm nè. Cởi mở được cái quan niệm thường kiến của con người của chúng ta là khó lắm đấy. Do vậy cho nên cái bài của Quyền Giác Thiền Sư sâu sắc vô cùng. Chân bất lập, vọng bổn vô, hữu vô câu kiện, bất không không. Thập lục không môn, thập lục á, đó là tôi bỏ bớt đó. Chứ còn đúng của Quyền Giác Thiền Sư là nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất thiết Như Lai thể tự động. Chân không thật, lấy chân đâu để lập. Cho nên là cái bài đó tôi nói học hoài, các vị tưởng đó các vị học rồi.
rồi, nghe rồi mà các chị không có tư duy thiền định á, thì cũng giống như chưa học, không khác gì bao nhiêu đâu. Mà phải có tư duy, phải có thiền định, rồi dùng cái trí tuệ của mình mà nhận thức vấn đề, thì cái học đó mới gọi là thật học. Cho nên tôi biết rằng là mỗi ngày tôi nói nó mỗi khó. Mà mỗi khó, mỗi ngày tôi nói mỗi khó, có nghĩa là tôi tách mình ra xa lánh mọi người sẽ không còn quan nghênh, không còn là nhớ tưởng gì tới tôi, mà thậm chí lâu lâu có người còn chửi tùm lum nữa. Tôi biết vậy. Nhưng mà nếu ngày nào mà các chị còn chịu tới á, thì tôi vẫn nói. Mà tôi biết rằng là tôi nói càng ngày là càng tự tách mình khỏi quần chúng, khỏi đa số quần chúng. Nếu có còn chăng là một số rất ít. Bởi vì cái của tôi nói nó hoàn toàn chính xác của kinh điển, của đạo lý nhà Phật. Mà cái chính xác của đạo lý nhà Phật thì khó nghe lắm. Thành thật mà nói, các cái tôn giáo khác, các cái đạo khác là dễ ẩn, rất dễ nghe. Nghe là có thể tin liền, có thể hoặc là bằng lòng liền, có thể tin liền, rất là dễ tin. Còn cái của đạo Phật là tin liền, bằng lòng liền đó, là chưa hẳn đã là đạo Phật. Mà đạo Phật mà muốn tin đó là phải văn di tư, tư di tu, chính xác kỹ lưỡng thì mới là cái đức tin của đạo Phật. Còn bằng nghe rồi mình tưởng mình là đạo Phật mà kỳ thật chưa phải đạo Phật. Kể cả nhà sư, kể cả tăng ni, chứ không đơn giản đâu. Tôi nói thẳng thừng như thế. Kể cả hình thức tăng ni đàng hoàng mà chưa hẳn là đệ tử Phật. Nói một câu rất dễ ghét. Ngày nào mà tăng ni còn lãnh đám cầu an và cầu siêu là không phải đạo Phật. Đấy, nói câu rất dễ ghét, thậm chí muốn đập chết được cô. Đạo Phật không có cầu an dùng cho người ta được, không có lại lương hoàng sám dùng được, lại để lấy công mà bao nhiêu triệu bộ chứ không có làm được, lại lương hoàng sám, lại lại địa tạng, với lại cái bằng từ bi thủy sám, từ bi thủy sám thì là 2 triệu, lương hoàng sám thì là 3 triệu, thí dụ vậy. Không làm cái đó để hồi hướng cho cái con người yêu cầu kia. Đó là nói về cầu an và cầu siêu cũng vậy. Mọi người đều phải thấy mình vãng sanh từng ngày. Trong ngày đó mình có bao nhiêu lần vãng sanh cực lạc, có bao nhiêu lần mình lại bỏ cực lạc mà mình chạy ào về cõi ta bà. Mình phải thấy cho được cái việc đó. Đó thì là mới là đạo Phật đấy. Lúc nào mình đi vào niết bàn của Phật, gọi là nhập niết bàn, tức là đi vào niết bàn Phật. Rồi lúc nào lại bỏ niết bàn Phật mà lại trở về là trần gian. Mình phải thấy được cái đó. Mà muốn thấy được cái đó là gọi là phải trụ trong thiền định tam muội. Thì mình mới thấy lúc nào mình đi vào niết bàn, lúc nào mình trở về cái thế tục của trần gian. Lúc nào mình vãng sanh cực lạc, lúc nào mình trở về với ta bà. Học cái đó khó. Chứ còn là mướn người ta cầu nguyện là hoàn toàn sai lầm, hết sức tội nghiệp. Mà tôi nói như vậy là tôi biết rằng là tôi nói như vậy là lần lần tôi tự tách rời mình ra khỏi quần chúng, tự mình cô đơn đấy. Mà cô đơn thì Quyền Giác đã nêu ra một cái cách sống cô đơn rồi, không sợ rồi. Mà còn cái mạng sống cũng chưa có gì bảo đảm ạ. Hồi xưa một Kiền Liên đã từng bị rồi đó, đã tử thần. Ngoại đạo nó đập chết rồi, chứ không có chơi đâu. Đập chết rồi. Thành ra chuyện đó thì mình cũng đề phòng, là có nghĩa là mình nói ra, mình biết mình nói gì và nhân và quả nó ra sao.
Tuy nhiên là mình vẫn có cái lập trường của mình, chứ không phải mình nói là do sai lầm, do mê muội mà nói rất là sắc sảo, càng nói càng xa rời quần chúng, xa rời số đông quần chúng. Nhưng mà bây giờ thì phải nói vậy thôi, chứ nói khác không nói, chắc là không nói. Thành ra cái vấn đề mà tiền thân phận, có lúc làm cá, có lúc làm cua, có lúc làm người, có lúc làm trẻ nít, nó này nó nọ, vân vân. Có lúc Phật nói rằng là ông già của nhà ngươi hồi xưa đó là giữ của quá rồi làm con chó đời nay đấy, ví dụ vậy. Chưa kể là trong tứ tất đàn, có những lúc Phật sử dụng thế giới tất đàn, gọi là cái giáo lý phương tiện. Tuy nhiên cái phương tiện đó đi sâu thực chất của đạo Phật mà nói cũng không rời cứu cánh đâu. Tuy nhiên là nói rằng là cha nhà ngươi chết rồi là con chó là giữ của cho nhà ngươi, không phải vậy. Như là nói vậy mà cái người đệ tử ruột của Như là biết thật thì không phải vậy. Nhưng mà lúc đó Như là nói vậy, là có nói con chó nó sủa Phật đó. Trong sách vở thì biết vậy đó, nó giữ cái của nó nằm ở dưới cái giường đó, nó giữ cái của ông còn để lại đó, ông thành con chó đó. Thì cái con chó đó nó không phải là cái hồn của cái ông kia, của cái ông cha mình, phải vậy. Không có cái hồn của ông cha mình tên là Trần Văn Mít hay là Lê Văn Ổi gì rồi trở lại cái là chui vào cái bụng của con chó cái để cho cái đẻ ra con chó con rồi thành con chó để giữ nhà cho mình. Nó không phải vậy. Cái nhân quả của Như Lai nói không phải vậy. Nó không có cái tự ngã vĩnh cửu từ cái linh hồn đó, rồi cái linh hồn nó mới chui vào trong cái bụng của cho cái đẻ ra để thành cho con lớn lên giữ nhà. Thì cái nhân quả Như Lai nói không phải vậy. Hiểu vậy là oan cho Như Lai. Chưa kể là cái đoạn kinh đó của ai viết, có thể người ta cũng phương tiện, người ta viết những cái chuyện mẫu chuyện rất tầm thường để người ta răn đời cũng có. Do vậy cho nên là cỡ như tôi vậy, tôi có thể đọc kinh điển thì tôi cũng quẹt lúc nào cũng được. Tôi coi cái nào không đúng là tôi quẹt, mà quẹt đúng của cái nào còn của đạo Phật là đúng, điều đó tôi có khả năng làm. Thế vì cái việc nói đó đó, nói vừa rồi đó, quẹt bỏ mà không có tội lỗi nha. Bởi vì nói như vậy là thừa kiến ngoại đạo rồi. Không thế nào có cái linh hồn của ông nội mình, của cha mình. Mà vì trước kia tham lam là tích lũy rồi chết rồi cái rồi thành ra con chó để trở lại chữ của. Không phải, không giúp gì được. Đạo Phật không có gì được. Không có thường kiếp gì được. Cũng như không có một cái linh hồn mà lúc kia, trước kia là có lúc là làm là con rùa, con cua, con cá. Rồi tự rủa cua cá đó mới tu hành nó lại ngày nay làm Như Lai Thế Tôn. Nói vậy không được. Không phải vậy. Mà Như Lai nói đó là nói rằng là cái giáo lý một là tất cả là một. Từ khi có cái vũ trụ này thì cái gì trong vũ trụ này đều có tương quan, sanh diệt, diệt sanh với nhau, gọi đó là lý duyên sanh. Cho nên tiết sơn phì nị cách vô tạm, thuần xuất đề hồ ngã thường nặng, nhất tánh duyên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nguyệt phổ
Nguyệt, chứ Nguyệt Nhiếp, chư Phật Như Lai nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp. Trần một cõi ở trần, trong một pháp nó bao hàm cả tất cả pháp, trong cái pháp này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia, trong cái chất này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia, trong cái chất mà để sanh ra cái cây lan này nè, nó có đủ cái chất liệu của các cái thứ lan vàng, cái thứ lá xanh, cái thứ trời trong mây bạc có đủ hết. Trong chất này nó có chứa sẵn cái chất liệu của kia. Một vần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng thì có nhiều khắp sông hồ vậy, trăng vô số và kỳ thật là một trăng duy nhất. Pháp phân Phật với tánh ta cũng vậy, tánh của ta là nó hòa chung cùng với cái tánh của chư Phật Như Lai. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa phi sắc, phi không, phi hành nghiệp. Đàn chỉ duyên thành nhất thiết số cú, quy số cú và đàn chỉ duyên thành bát giảng môn, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân, không có cái nào khác, cái nào hết là một thứ. Ở trong một chất này nó có chứa sẵn cái tính của chất kia. Đấy, là ta cõi là nhất chân, đó là sắc hỗn trúng, mà nó là tâm hỗn trúng, mà tâm và sắc trùm khắp trong tất cả mọi sự vật hiện tại. Rồi Như Lai là vậy hết, các pháp đều là vậy hết. Do vậy cho nên là cái việc mà nói rằng là có nhiều đời nhiều kiếp là thân hình này thân hình khác đó, đều là cái con người quân ngũ quân mình nè. Khi mà ngũ quân giải không đó, khi mà cái tích không của nó trả về cho cái nào là thuộc về sắc là trả về cho sắc, cái nào thọ là trả về cho thọ, cái nào tưởng thì trả về cho tưởng, cái nào hành là trả về cho hành, cái nào là thức thì nó trả về cho thức, nó trả về hết trơn hết rồi. Đâu ra đó không còn cái gì là ông A, ông B, ông C, là ông Giáp, ông Ất, ông Bính, ông Đinh, ông Mậu, ông Kỷ, Canh, Tân, ông Quý, không còn cái ông nào là cái gì hết á. Chất nào trả về cho chất này, nếu mà muốn nói theo ngũ quận là quận nào nó tan biến trở về theo quận ấy, nó bàn bạc, nó mông lung trong hư không, không còn cái gì hết. Ngũ quận giai không là vậy đó, phần nào vật chất và sắc cũng tan biến trả về cho cái trong vũ trụ hư không. Rồi thọ tưởng hành thức, thức là thuộc về phần tâm, rồi tưởng hành nó thuộc về tâm sở ha, cũng đều là đâu trả gì đó hết trong vũ trụ. Rồi nói theo thất đại á, thì địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, thì ngũ quẩn chia nó ra nó thành thất đại, cũng là trong đó tâm và sắc. Nếu mà học kỹ thì ta thấy nó cũng giống như là thất đại, cũng giống như ngũ quẩn thôi, cũng tâm và sắc. Sắc là sắc, mà sắc là sắc quẩn, mà thức quẩn là tâm, thọ tưởng hành là tâm sở, mà tâm sở cũng thuộc về cái phe bên tâm. Thế thì tâm và sắc hai cái đó, khi mà nó tan rã ra, nó trang trải trở về cho cái tánh không của vũ trụ, của vạn hạnh. Rồi mà khi mà nó sanh lại đó, nó có lại một cái thân khác mà nó có tương quan tới cái tánh thiện hay là tánh ác, tánh tội hay là cái tánh của cái quá khứ. Quá khứ có ai đó, một cái ngũ quẩn nào đó, một cái gọi là theo trong di tích ta gọi đó là một cái sát thủ thú, một cái sát thủ thú, chứ người ta không nói con người. Cái này mình gọi là con người chứ nó không phải con người, nó là một cái ngũ quẩn thân
ngủ quấn năm cái món đó, nó tích tụ nó hòa hợp lại nó thành ra cái này. Rồi mình gọi mình là cái thân của một con người, thế kỳ thật không có người, không có người và cũng chẳng có mặt trời chi. Cái này là phải thiền định thôi. Do vậy cho nên vị thập không môn nguyên mất trước đó, nghĩa là 20 thứ không cơ. Thành ra là cái thân ngũ quẩn này ta có ngũ quẩn, nó là cái sự tổ hợp này, nó là duyên trùng trùng duyên khởi đưa ra. Rồi nói về ngũ quẩn là nói vậy, còn thất đại cũng vậy, cũng là khi mà nó hợp lại thì thành thân này gọi là thất đại. Khi nó tan rã thì cũng đâu đã vậy, là không còn cái gì nguyên chất hết. Còn cái gì nguyên chất hết, giống như bây giờ cái đèn này hay là cái máy này là coi về công dụng người nói vậy đó, mà khi mà ngắt cái nguồn điện vô rồi là đố ai mà tìm cái chất liệu của cái đèn là cái gì, là cái tiếng nói này là cái gì, rồi cái máy móc này là không có cái nào còn nguyên chất. Bởi vì sao vậy? Vì nó là trùng trùng duyên khởi, tương quan tương duyên tác động hình thành. Do vậy cho nên là mình muốn tìm hiểu một cái gì mà nó còn từ đời này qua đời khác kìa, là như cái câu hỏi này nè, hỏi có đúng lý đó, câu hỏi có ý nghĩa đấy, nhưng mà ý nghĩa rồi mình phải học để giải đáp ý nghĩa đó bằng cách nào để cho nó khỏi rơi vào thường kiến. Đương nhiên là không được rơi vào đoạn kiến rồi, đoạn kiến là nguy hiểm lắm, mà làm sao đoạn kiến được? Trên đời này không hề có một cái gì là mặn. Thì hiểu đoạn kiến tức là một thứ ngoại đạo, hiểu sai lầm. Hiểu đoạn kiến tức là tà kiến, tức là hiểu một cách sai lầm, không có chân lý. Ví dụ như cái bình này, cái tách này, cái bình này bẻ, đâu gọi là mất, đâu gọi là tiêu mất được. Nó không có tiêu mất được. Cái bình hoa này, bây giờ qua thiệt hay qua giáo cũng biết, đốt cháy đi, nó cũng đâu có tiêu mất được. Nếu không đốt cháy thì thành tro than, cũng không gọi là mất được. Còn nếu mà để mà cho nó tự mục, cũng không gọi là cái bình hoa này là mất được. Nó sẽ là một cái chất liệu để nó tương quan, nó nuôi sống một cái cây khác, một cái vật khác. Thế thì con người làm sao mất được? Cho nên là hiểu đoạn kiến là tà, là sai. Mà hiểu thường kiến lại cũng là tà kiến, cũng là sai. Không thể có một cái tồn tại vĩnh cửu được. Cho nên Như Lai mới dạy rằng là tất cả pháp đều là vô ngã. Vậy thì nó vô ngã, nó tan biến, nó trở về giống như ta gọi là năng lượng. Ngày nay ta gọi là năng lượng. Nó biến thành năng lượng thôi. Cũng như cái điện này, giờ mình cắt cái điện này đi á, thì cái điện này nó trả về với cái năng lượng vốn có của nó trong vũ trụ bao la. Rồi đủ điều kiện làm cho cái máy nó cọ sát vào, nó phát sinh ra điện, thì cái năng lượng đó, cái năng lượng đó nó đủ điều kiện cái nó hợp lại thì nó phát sinh ra điện trở lại. Còn nếu mà chích đi cái máy sự quay của các cái motor, của các cái là cái điều kiện để phát sinh ra điện đó, thì cái năng lượng đó coi như nó đâu nó trả về trong vũ trụ bao la mà không ai tìm biết đó là cái gì. Mặc dù là khoa học có tìm rồi, mà tìm phải tạo cái điều kiện đủ thì nó có, còn mà không có đủ điều kiện thì nó không có. Thế thì những cái nghiệp thiện ác của nhiều đời đó, nó tan biến, của một cái thân ngu quẩn nào đó nó tan biến rồi nó thành ra cái năng lượng. Thành cái năng lượng rồi á, lúc nào mà nó muốn hợp lại á, thì dựa theo cái quy luật đồng và dị mà tôi nói rồi đó. Đồng chủng tương tập. Đồng chủng là nó tương tập, nó tự nó tìm nhau. Cái chủng loại nó đồng nhau là tự nó tìm nhau. Rồi đó, ví dụ như giờ cái bình này thì đồng chủng của nó là đất, nước, gió, lửa và nhân duyên là tai người. Thì nó tương tầm bao nhiêu điều kiện đó để nó thành ra cái bình này. Mà trong cái bình này nè, còn có một chút xíu dị chủng. Ví dụ như trong cái bình này, mà nắng cái bình này nè, mà trong có lộ một miếng giấy ni lông ở trong này, là cái bình đó hấp ra rồi, là cái chỗ đó cái bình nó sẽ chạy thôi. Dị chủng.
khác cái chủng loại nó không thành cho mình được, nó sẽ trái hoặc là nó không dính, nó hở nó bể chỗ đó, dị chủng là nó tương sinh. Cái nhà này là xi măng gì chắc vậy nè, mà khi mà đổ cái bánh xe đó, đổ cái bê tông đó mà nó lộn vô một miếng giấy xi măng nào đó thì cái chỗ đó coi như bỏ đi, không còn xài được, bởi vì nó không đồng chủng, nó không đồng chủng là nó tương tầm, nó hợp nhau. Còn dị chủng là cái miếng giấy xi măng không hợp với nó, là chỗ đó cái cây đà coi to vậy mà ngăn miếng xi măng nhỏ mỏng lép vậy đó, mà ngăn một miếng giấy xi măng ha mỏng vậy đó mà cây đà nó bỏ không có xài được, tốn bao nhiêu triệu cũng bỏ, cái cây đà nó không xài được, là vì dị chủng nó tương sinh, nó không ăn với nhau. Thành ra theo cái quy luật đồng dị hay đồng chủng là nó tương tập, nó tìm nhau. Giống như là giống sư tử thì tìm sư tử, mà giống cá heo thì từ Bắc Cực là tới cái mùa mà nó cần gặp nhau đó, thì nó từ Bắc Cực nó tìm xuống Nam Cực để nó giao phối, nó gặp nhau. Rồi sư tử ở rừng này tới rừng kia gặp nhau, mà sư tử lại với nai với cọp á thì di chủng là tương xích, gặp nhau là bắt vật nhau để mà ăn thịt nhau. Thành ra đồng chủng là nó tương tầm, tương phù, di chủng là nó tương xích. Khác cái chủng tích của nó là nó bài bán, nó thúc đẩy ra, xô đẩy ra. Rồi đồng tánh là tương cự, di tánh là tương hấp. Đồng tánh tương cự là ví dụ như là cái giúp đực là gặp nhau là cắn, gặp nhau là đá. Ghê vậy đó nha. Chưa đánh chưa đá là tại vì luân lý đạo đức của con người, chứ còn như các cái loài động vật tự nhiên đó mà, là gặp nhau là đấu là đá, nam gặp nhau là đấu đá, nữ gặp nhau là đấu đá, giống đực giống cái khác nhau. Mà dị tánh là tương hấp thì từ Bắc Cực kéo xuống Nam Cực là bao nhiêu nửa trái đất vậy đó mà đi tìm nhau. Từ trong khu rừng đó, bên trong mà đi qua bên Tây để tìm nhau tới cái lúc nó yêu cầu. Thành ra là đồng tánh tương cự mà dị tánh nó tương hấp. Đồng năng thì là tương bội, dị năng là tương đệ. Cái năng lực á, cái năng lượng nó đồng nhau thì nó hợp vô. Cho nên chúng ta sẽ làm bao nhiêu cái nhà máy điện nữa. Bây giờ là đã bao nhiêu chục cái nhà máy thủy điện, hóa điện rồi, mà còn làm thêm mấy chục cái nhà máy thủy điện nữa, để sau nữa ta đồng à, cái bằng động năng tương bội đó, ta sẽ hòa mạng vô để bao nhiêu cái nhà máy, bao nhiêu ngàn cái watt đó, cái kva đó ha, kilowatt đó, hòa vô bao nhiêu, hòa vô càng nhiều thì xài càng thoải mái. Đó là động năng ở tương đệ đó. Ngược lại bây giờ điện của mình vậy, là ta cho mình xài cái này nè, mình đem một cái máy, nghĩa là nó hút một lần là 100 kva, là nó chất xuống một cái là tất cả cái máy này đều tiêu hết, không còn xài được. Kêu bằng dị năng tương đệ, nó chống đối nhau, nó phá hoại nhau. Thế thì là rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thế ta tự tìm nhau vậy, chứ đừng hỏi tại sao. Không hỏi tại sao được hết rồi. Đại để là khoa học, là tìm đại để là vậy đó. Vô trên cái quy luật đồng vậy, rồi nó tự tìm nhau, rồi tự chống nhau, rồi tự sanh nhau, rồi tự diệt nhau, rồi tự giúp nhau, rồi tự phá hoại nhau. Đó. Thế thì là Đức Phật Thích Ca xưa kia đời đời cái kiếp đó, thì trong cái quyển Đường Xưa Mấy Tháng đó, là để nói lên là cái chân lý nhân quả là có, nhưng mà có không có nghĩa là có một cái linh hồn xuyên suốt từ vô lượng kiếp cho tới ngày nay, lúc lên lúc xuống, lúc làm cá lúc làm rùa, rồi bây giờ tới là Phật Thích Ca cũng một linh hồn đó, hiểu cái đó là không, hiểu cái đó là thường kiếp à. Chỗ đó có nghe đó nha, nghe rồi về rồi phải đọc sách lại, rồi phải nghe kinh Phật lại, rồi phải nghiệm. Chứ không có cái linh hồn xuyên xuống từ cái chỗ đó. Cho nên tôi nói đừng có dạy dọc mà thờ ông thờ bà mất công, thấy không? Tôi nói cái đó là chúng nó chửi tàn canh, là chửi đúng
Biết là thờ là thờ chơi, thờ là Khổng Tử dạy thờ, rồi mình quen rồi ông bà mình thờ. Cũng như đồng bào thượng bây giờ là cả 40-50 thứ dân đồng bào thượng nè, thờ cũng rất là nghiêm túc nha. Là tại vì làm không có đúng thì thằng nào cũng làm không đúng giống nhau, có thua gì. Đâu phải vì nhiều người làm là đúng đâu. Thì thật không hề có một cái linh hồn nào còn tồn tại vĩnh cửu. Đó, nếu mình học Phật là mình phải nói vậy. Thế còn nói sao về đồng bào thượng là cả năm thứ, rồi là cả bao nhiêu ngàn giống dân trên cõi đời này đều là ta thờ, ta cúng, ta lại, ta này cái nọ, cái là giống nhau nhau. Giống nhau là tại vì là cái người mà không phải là cái người giác ngộ, người mê, thì một thứ nhau chứ sao. Còn cái người giác ngộ, cái giác ngộ tới cỡ nào, có nhiều thứ giác lắm. Mê, rồi giác, rồi chánh giác, mê, rồi mê tức là bất giác rồi chánh giác, rồi biến tri giác, rồi chánh biến tri giác, rồi vô thượng chánh biến tri. Thì giác và giác nó có nhiều thứ. Do vậy cho nên là cái giác ngộ thì phải nói là ít. Cũng như là những người mà có tên tuổi trên đời này, nó hiện giờ là các vị mà đứng đầu trong một cái tôn giáo. Chưa hẳn là tôn giáo nào cũng đều là chân lý. Vậy mà những bậc đứng đầu tôn giáo còn ít. Huống chi là cái người mà là bình thường thì là ta hiểu giống nhau thôi. Còn cái bậc vô thượng chánh biến tri giác thì ta nói khác hả? Mình nghe thì nghe, không nghe thôi, chứ ta nói khác. Khác những cái mê, khác những cái bất giác, khác những cái giác, khác như cái chánh biến giác, khác như cái vô thượng chánh biến tri giác. Cho nên là nói cái này để cốt là tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta phải tư duy và xác lập lại cái nhận thức của chúng ta về vấn đề thường kiến và đoạn kiến. Nguy hiểm lắm. Chưa kể là một cái thức nghi, mà nghi rất là vô minh. Hôm qua đây có 2-3 người đệ tử ở Biên Hòa lên chơi, tôi thả nhiều ngoài ruộng. Rồi cái cô học trò tôi nó thấy cái cảnh nhiều, vừa có bò, vừa có cò, vừa có thả nhiều, vừa có người tới. Tôi họ ra họ chơi ngoài ruộng, họ thăm tôi ngoài đó. Cái đường đó chụp hình, ở đây yêu cầu tôi đứng để chụp hình. Chụp hình đó thì tôi mặc áo thả nhiều, tôi đâu có áo ghi lẽ gì. Tôi cũng dùng dằn, tôi không thích, nhưng mà thôi nó mời quá, tôi nhịn để tôi đứng. Đứng mà bây giờ một mình tôi lại với hai cái người kia, hai cái cô phụ nữ kia, người 50, người 40 mấy, là mà đứng vô mà cái cô kia lại cô nói, ba người không nên chụp. Trời ơi, tôi nổi bồ đề gai, tôi bồ đề gai nó nổi. Tôi nói ủa cái cô này học cái ông thầy nào ngộ vậy? Học ông thầy nào ngộ vậy? Hả? Sao mà ai nói rằng là ba người không nên chụp hình? Tại sao? Cái thằng thánh nào mà tôi vợ chồng tôi vừa cưới mà là trong cái tình thương từng tăng mặt ngon lành vô cùng, nó mới đẻ ra được một cái đứa con trai duy nhất mà vợ chồng tôi giờ với đứa con trai tôi mà chụp cái hình kỷ niệm không được. Thế là cái thằng thần thánh nào nói lý do tại sao không cho tôi kỷ niệm cái hạnh phúc của gia đình vợ chồng mới cưới của tôi? Cô nói tôi nghe thử. Không? Còn cha mẹ tôi già rồi ha, mà cần một tấm hình kỷ niệm từ cha mẹ tôi và tôi đứng chụp hình, mà thằng thần thánh nào, con thần thánh nào cấm không cho tôi làm vậy đó. Nói lý do, còn mà không tôi lôi vô mặt. tôi nói một hồi vậy đó. Trời ơi, tôi biết là tôi nói càng ngày thì tôi đẩy tôi còn ra xa thiên hạ chứ không có được cái gì trơn. Mà nó ngu vô tận như vậy mà người ta vẫn tin được. Tao làm gì tụi mày mà tao chụp hình kỷ niệm cho mẹ tao trước khi đi là một lần ra đi, là một lần vĩnh viễn kia đi. Mà tao với tía má tao chụp hình mà tụi thần thánh mày không cho là sao? Rồi tao mới đẻ đứa con
trời, đứa con tao cưng muốn chết. Cái đứa con này nó nối dòng cái là bất hiếu hữu tam vô hậu di đại. Khổng Tử nói rằng là cái tội bất hiếu á, là không con nối dòng á, là cái tội ghê gớm lớn. Thì tao đẻ đứa con trai vậy mà tổ mẹ không cho tao chụp hình là sao? Thần thánh bọn mẹ nói lý do tao nghe. Từ nói một ơi, tại vì nó ngu quá, tôi ghét tôi nói một hơi, thành ra nó có thương tôi thương, không thương tôi cũng không cần luôn. Nói cho đi luôn. Hả? Đâu có biết, chấp chứ. Chấp tâm lắm ta lá. Hả? Chấp ba, chấp chứ người đâu có nữa mà. Đúng. Với có thêm mấy con bò với cả 7-8 con chó. Có lẽ là họ nghĩ rằng ông nói là ông nói vậy chứ nhờ có bò có chó vô chứ đâu có phải ba. Thế là nó cho là ba con người nó cùng với bò chó là thứ. Chứ nếu là thật sự mà ba người là thần thánh nó đã triệt hạ chết hết rồi mà nhờ có bò có chó theo là thành không phải là ba. Ngu ơi là ngu vậy. Cái ngu như vậy mà bảo nói chuyện với tôi thì làm sao mà tôi nói được. Tôi nói bằng thằng thần thánh nào động gì tới tụi mày mà tao mới đẻ con đứa con đầu lòng để nối dõi tông đường mà vợ chồng tao chụp với đứa thằng đứa trai này mà tụi thần thánh mày là đòi nhân hậu bẻ cổ tụi tao là sao? Cha mẹ tao già rồi ha, chụp một tấm kỷ niệm để rồi một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly mà tụi mày cản trở không cho là sao? Nói một hơi không thì là cũng không dám chạy ra, nhưng mà chắc tôi nghĩ không sao nhờ có bò có 3-4 bò với 10+ con chó nhờ vậy mà không chết đấy, chứ nếu 3 người thì phải chết ngu hết kể. Mà tôi hỏi chứ học thầy nào không nói, không chỉ ông thầy cho tôi quý thầy tới nỗi giấu kìa đó, không dám nói thầy mình. Thế thì là nói tóm lại là vấn đề nhân quả, người làm người thọ nó không có một cái linh hồn hay một cái giác linh hay là một cái bản ngã nào để nó liên tục từ vô thủy cho tới ngày nay, không có vậy. Mà giai đoạn nào hòa hợp theo giai đoạn đấy, rồi hết cái giai đoạn hòa hợp á thì nó lại chia ly, nó trả về những cái năng lượng đó, nó trả về, nó hòa tan trong cái bản thể chân như nó thành ra một, rồi từ cái một cái thể năng lượng duy nhất đó nó lại tùy duyên, tùy theo cái quy luật là đồng gì thành và phá, rồi nó tác hợp lại, nó hình thành, nó hình thành ra một cái thân khác, cũng không mất, mà không phải là một cái đó, không có một cái bản ngã duy nhất để mà chịu cái nhân cái quả đó. Thì cái đó các vị tôi nói là các vị tu tập thiền định coi với mình có thấy được không? Tu tập thiền định thôi, chứ tôi nói như vậy tôi cũng không dám bảo là các vị phải triệt để nghe lời tôi. Không, Phật Thích Ca xưa kia cũng không bao giờ bắt buộc và yêu cầu và răn đe ai bảo rằng phải nghe lời ta nói, không có. Thậm chí là lúc sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật nói trong 49 năm thật sự là ta không có nói pháp gì. Ta nói là ta nói cái vốn có của vũ trụ, của vạn hữu. Rồi các vị nghe, nếu nó đúng chân lý thì ứng dụng trong cuộc sống để các vị có được cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự thoải mái, sự giải thoát. Chứ ta không có bắt buộc răn đe mọi người phải nghe lời của ta.
vì pháp mà ta đã nói đó, người ta hiểu rằng là mọi người cho rằng là pháp của ta nói đó không phải là của ta. Cho nên cái này khó ghê lắm, tôi rất sợ. Mà tôi biết rằng là cuộc đời tôi cho tới năm nay, thiệt tình mà nói thì tôi, khi mà các Phật tử mà tới tôi, mà thăm tôi đó, thì tôi cảm ơn. Mà khi mà nói chuyện tôi rất là còn phải dè dặt sợ sợ, tôi lắng nghe từ câu. Mà thành thật mà nói là các vị nói ra cái gì đó là tôi biết hết rồi. Nhưng mà có cái là các vị thăm rồi, không lẽ hay vừa hở ra cái chỗ đó, cái tôi nói, ê, chỗ đó ngừng lại chỗ đó ha. Chỗ đó chưa đúng ha. Nói vậy biết là chắc là không còn xu nào quá. Không còn bạn nào ăn hết. Nãy giờ này cũng lại cũng được mấy trăm rồi đó. Mà mỗi cái mỗi sữa riết chắc không còn xu nào. Chính vì vậy cho nên là muốn có tiền nhiều là phải nói bậy. Cứ để bậy bạ vậy tùm lum vậy đó thì dễ kiếm hơn. Chứ mà mỗi cái mỗi sữa riết không còn xu nào. Đúng vậy. Thành thật thì lại đúng là bây giờ tôi là đâu còn cái gì quan trọng đâu. Hằng ngày tôi tư duy dữ lắm, mỗi thứ đều tư duy được, kể cả thả diều. Tôi làm bài thơ của diều cả hay lắm, bài thơ của diều không đọc mất thì giờ người ta nói tôi khoe tôi làm thơ. Cái đó khó đó nha. Thường kiến không ai dám bỏ, là tại vì cái tập quán lâu đời. Mà tuyệt đại đa số các ngoại đạo cũng đều ở trong thường kiến, không có người nào không ở trong thường kiến. Không có đạo nào không thường kiến. Rồi người ta sợ, rồi người ta sợ là cái thế lực của vũ trụ thiên nhiên, của sấm chớp, của mưa gió, của nước lục, của động đất. Rồi người ta gửi gắm tâm hồn ở trong những cái vị hung thần ác quỷ đó, thành ra người ta khiếp sợ rồi buộc lòng người ta nảy ra cái ý niệm là cầu nguyện gian xin lại lục. Mà hiện giờ nó ở cái nước Iran là cái nước Hồi giáo là tin tưởng ghê gớm lắm đó. Mà mấy năm trước là chết cả 30.000 người đó. Rồi bây giờ đây mới động đất chết là 700-800 người nữa. Còn bao nhiêu cả chục ngàn người không nhà cửa đó. Ở Iran bây giờ đây nè. Đó là cái nước đó tin tưởng ghê gớm đấy. Mà đâu phải tin tưởng vậy là các vị thần thánh đó họ chở che cho mình được đâu. Bởi vì sự thật không có ông thần thánh nào có quyền làm được cái gì. Cái đó là cái quy luật đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, là nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, vậy thôi chứ không có cầu nguyện cái gì được hết. Đó là mình học Phật là mình phải học vậy, mà học cái đó thì đương nhiên là khó rồi đó. Thành ra cái thường kiến ngoại đạo quá nhiều. Mà người nào mà bị cái thượng kiến này nặng thì cái người này nó đi song song với cái ý niệm là bị cái pháp trần nó sai sử ghi gớm. Chúng ta khổ sở ghi gớm là chúng ta bị pháp trần nó sai sử, sắc trần sai sử, khổ theo cái kiểu của sắc trần. Thanh trần nó sai sử thì khổ theo thanh trần. Hương trần sai sử thì đau khổ theo hương trần. Thí dụ như những người mà hút hít xì ke ma túy, hút hít rồi đó, cái đó là hương trần đấy. Hương trần mà cũng có thể là vị trần đó, nó làm cho mình đau khổ đó. Rồi có người đau khổ vì xúc trần, có người đau khổ vì xúc trần. Tất cả đều hy sinh cho xúc trần, phục vụ cho xúc trần. Không phục vụ cho xúc trần là không sống nổi, đau khổ vì xúc trần. Rồi còn tuyệt đại đa số chúng ta là bị pháp trần.
mà cái thường kiến này là nó tương quan với cái pháp trần. Ngồi đây mà nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông, nhớ bà, rồi nhớ tới cái bước đi của cha, của mẹ, của ông, của bà, rồi nhớ cái lời âu yếm, cái lời quở trách của cha, của mẹ, của ông, của bà, rồi tự đau khổ những cái quá khứ như vậy. Đó là cái công dụng của pháp trần. Rồi nhớ luôn ông bà phải thờ, phải lập bàn thờ mà thờ. Cho nên là tôi nhiều khi tôi thiền định ngộ lắm. Tôi thiền định tôi nói, ủa mấy thầy thì làm quần áo của để cúng cho ông bà cha mẹ là y như bộ đồ của mình vậy. Để cho mấy thầy đốt vàng mã mà. Mà quần áo thì bằng quần áo của con người, mà cái nhà lầu nhà kho thì lại là ngắn ngủ. Đó là một cái kỳ cục. Rồi cái chỗ bàn thờ đó là để tên là trò, là chân đèn, là bát nhang, rồi bình bông mình qua này kia, mà không thấy chỗ ngủ. Ồ, thế mà vậy mà mình gọi là mình con hiếu ghê gớm lắm. Nên là thờ kỹ lưỡng, ông bà ngồi đây nè, thờ đây nè, về đây nè. Mà nếu bận cái bộ đồ dài như vậy thì trên cái bàn thờ chỗ nào mà nằm mà ngủ. Cho nên mình nghiệm ra cái, mình thiền định, mình nghiệm ra cái nó kỳ cục lắm. Đấy. Các vị nghiệm thế coi. Quần áo là các ông thợ mã đó, họ làm bằng bộ đồ của người bằng vậy. Mà họ làm cái nhà lầu thì dầu có đẹp đấy, nhưng mà cao lắm là thứ rưỡi, thứ hai, thậm chí có 5-6 tấc vậy mà đẹp. Rồi trong đó có tivi, rồi có máy lạnh, rồi có xe hơi, rồi này kia, có thể nữ rồi ha, đốt vô với cái bộ đồ mà dài về bộ dài tây, rồi cà vạt, rồi nó có làm đủ kiểu để cho chồng mình, cho em mình mà, thì là xài được cái này thì làm sao xài kia, mà xài được cái nhà kia thì làm sao đi đôi dài nọ. Mà đi được dài nọ bằng quần áo ra được thì làm sao lên bàn thờ ngồi. Chỗ đó tật lất hết trần vậy đó mà mình vẫn là khư, mình cho rằng là mình làm như vậy là hiếu, là thảo, là đúng. Đó. Cho nên là cái đó cũng phải thiền định thôi. Thiền định thử coi. Có ai nói đúng, ai nói sai. Phải thiền định mới thấy chân lý, không có thiền định là không thấy được chân lý. Cái quái gì là chuyện đây, trước đây 50 năm trước tôi đã nói rồi. Cái mùa sầu riêng ngon đó, mùa đem về một trái 2,5-3 kg thứ hạng nhất, mà đem về mà không có đường giao gì hết đó. Mà sầu riêng là phải chẻ bằng dao phay, sắn nó vô rồi mới nải nó ra, mà nó còn không có bể, không có thứ nó không bể, mà đây không có dao nhỏ dao lớn vậy mà đem sầu riêng để đó vậy, mà gọi là con hiếu ghê gớm lắm, cúng bà cúng má đầu mùa, cúng ông cúng bà, thì ông bà làm sao ăn trái sầu riêng đó? Đó, vậy mà mình tưởng tượng rằng mình hiếu thảo ghê gớm lắm. Cho nên là tôi nói như vậy để tôi nhắc cái đại chúng rằng chúng ta để ý vấn đề thường kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến là không xong, không có chân lý rồi. Mà thường kiến thì lại cũng là một cái trò quyến hoặc, không có được cái gì hết. Mà giáo lý của Đạo Phật là nhân duyên hòa hợp thì gọi là quyến sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là quyến diệt. Cho nên phải học rằng nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyến, bào, ảnh, chi, lộ, diệt như, điện, ưng, tác, như thị, tư duy. Phải tư duy rằng tất cả các pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ và như điện trong, phải tư duy như vậy, thiền định như vậy để thấy thành tựu được cái như quyển tâm ma đề, thì các vị sẽ nhẹ nhàng trong cuộc sống vô cùng luôn đó. Nhẹ nhàng lắm đó. Bây giờ tôi nói là các vị thử tư duy đi, tìm coi cái hàng ngày mà mình bất bình bất mãn mà mình khổ đau là do cái gì, do cái gì, truy nguyên một vấn đề đó thôi.
là mình tìm mình thấy rõ. Do mình sống không có minh, mà mình bị vô minh. Còn bây giờ đây chúng ta đi tới cái chỗ vô minh 12 nhân duyên đây nhé. Thành ra cái vấn đề thời kiếp đoạn kiếp này nói bao nhiêu đó cũng không phải là rồi. Chúng ta còn không biết bao nhiêu cái ý niệm chấp mắc về thời kiếp. Còn đoạn kiếp thì có nhưng mà ít thôi. Trên đời này cũng có số nó nói chết rồi là hết à. Cuộc đời này không hề có cái gì khác. Cái đấng nào đó sinh ra chết rồi là hết. Có mà ít hơn, còn cái thượng kiến thì quá nhiều. Thượng kiến nó phát xuất từ ý niệm chấp ngã. Mình muốn cái gì nó cũng được an lành, được tồn tại, được hiện hữu để nó hỗ trợ cho cái bản ngã của mình. Trời đừng đánh, trời đừng nổ, vì sợ trời nổ trời đánh thì phải lại lung thờ trời. Muốn cho lửa đừng cháy rừng, đừng phá tán, đừng thì phải thờ bà quả, lại lung bà quả. Muốn cho nước được bình yên thì lại lung là bà thủy, là thờ lửa thờ nước. Thành ra là cái thường kiến ngoại đạo rồi nó đẻ ra cái ta thành giáo, là tại vì mình sợ tùm lum tà la, và mình muốn cho cái bản ngã của mình, cái ngã sơ của mình nó tồn tại vĩnh cửu, cho nên nó sinh ra cái thượng kiến rất là rộng lớn mênh mông trong vũ trụ. Nhìn đâu cũng có cái ý niệm thượng kiến của con người xem trong đó hết. Hai cái thế kiến chấp như vậy không gọi là trung đạo. Đấy. Trung đạo là không được thấy vạn pháp là thường, mà cũng không được thấy vạn pháp là không, hay là nói cách khác là không được cho vạn pháp là có. Bởi vì cho vạn pháp là có thật, chắc chắn, bền bỉ thì đó là thường kiến đó. Mà nếu cho vạn pháp là không, là không có gì hết, là thì đó trở thành đoạn kiến. Hai cái đó không có trung đạo, không sao được. Cái bình bông của ta vậy mà nói không là không sao. Cho nên là nói giả bóng là không cũng được. Cái bình tên vậy này đừng nước uống vậy mà nói không là không sao. Cho nên nói giả bóng là không là đoạn kiếp, là không phải trung đạo. Nói giả bóng là thường, cái này là thường, cũng không phải chân lý. Mà phân tách ra thì giải pháp tùy dân duyên sanh, hợp tác được gá nhau thì gọi là sanh, gọi là quyến sanh. Mà nhân duyên chia ly thì gọi là quyến diệt. Cái quyến sanh quyến diệt đó đã chúng để ý mà nghiệm cái đó, mà xa lánh được cái thấy gì quyến sanh quyến diệt đó là các vị đi vào trung đạo rồi. Các vị không thấy thường cũng không thấy đoạn, không chấp mắt bình thường cũng không chấp mắt bình đoạn, không chấp mắt thì giải pháp này là có thật, mà cũng không chấp mắt giải pháp này là không là không ngơ, mà giải pháp này nó vẫn có, nó có bằng cái kiểu như thì tướng, như thì tánh, như thì thể, như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị bao nhiêu thì bốn mặt cứu cánh, nó như thế là như thế, mà nó không phải là không, mà cũng không phải là có, vì nó bản chất của nó là vô ngã. Vô ngã tại vì nó là duyên sanh, bởi vì duyên sanh vô ngã cho nên nó là phải chịu cái sự chi phối của chân lý vô thường. Mà vô ngã vô thường thì nó sanh ra khổ và bất tịnh. Như vậy là cõi đời này mà nếu mà khổ bất tịnh là tại vì là vô thường, nó chi phối cái chân lý vô ngã. Vì chân lý vô ngã cho nên nó mới một trang, do vậy mà khổ.
Thế thì là cái con đường diệt khổ của người đệ tử Phật là gì? Là phải thấy được là nhãn pháp này không phải có mà không phải không, mà cũng có cũng không. Cái có này là cái có duyên sanh, nhân duyên hòa hợp mà sanh, cho nên cái có này là như nguyện. Hiểu được như vậy thì nó nhẹ nhàng. Còn bằng không, tự mình làm khổ lấy mình thôi. Tôi nói thí dụ, hôm qua tôi đọc tờ báo, cái ông Bill Gates là cái ông mà chủ tịch Microsoft à, hiện giờ giàu nhất thế giới, có 50 tỷ đô la, 500 tỷ hay 5 ngàn tỷ gì đó, nghĩa là giàu nhất thế giới. Nhưng mà hiện giờ là ông ta vẫn còn đang lo âu, bỏ ra bao nhiêu chục tỷ để đi làm từ thiện thế giới, mai vẫn còn lo âu sợ hãi. Sợ hãi là vì có một cái công ty nữa về tinh học, cái ông này nhân viên của ông bằng 1/4 của mình thôi, mà cái chiều hướng phát triển á, ông này gần đây sẽ bằng mình và có thể vượt qua mình. Cho nên ông Bill Gates ít bữa này sẽ qua Việt Nam, mà đi trên thế giới là đi chỗ nào cũng tìm những người thông minh nhất để trả tiền cao nhất để cạnh tranh với cái ông mà là máy nguyên tích thứ hai. Đấy, do vậy cho nên tôi muốn nói với đại chúng là tại vì mình thấy nó có thật đó, mình không được rồi, mình không có thấy cái tính chất duyên sanh như nguyện của giảng pháp. Cái tiền bạc cỡ đó bỏ 36% cái số bao nhiêu trăm tỷ của mình đó, tỷ đô à, mà đi cho thế nào vậy đó, mà vẫn đau khổ, vẫn đau khổ, là tại vì không được, không thấy được cái chân lý duyên sanh như nguyện, thành ra cái cạnh tranh hoài thôi. Cạnh tranh hoài tiền cỡ đó là mà vẫn khổ. Nhưng mà may là cái khổ đó là khổ nhẹ đấy, còn có nhau khổ còn nặng nữa. Trên thế giới là ta chia ba cái loại giàu, ba cái loại mà nghĩa là tỷ phú, mà cái loại giàu nhất là loại giàu nhất là loại giàu là như con cá mập, là giàu mà cứ tìm thêm hoài vô tận không bao giờ thỏa mãn. Một loại giàu như con sóc, là cái loại giàu này nghĩa là ăn xài rất là chi li tiện tặng mà vẫn giàu. Còn một loại giàu nữa đó thì như là gì nè, cá heo phải không? Gì là tôi mới động hợp nè, thì tôi thấy là đại để là nếu mà không học Phật thì không có con đường nào mà làm cho mình an lạc được hết. Giàu cỡ vậy, chức tốt vậy, địa vị vậy mà không hề có an lạc. Cái hay của đạo Phật là cái chỗ đó, học cái chân lý duyên sinh như quyển giải pháp vậy không, là để tạo cho mình, sắp xếp cho mình một cuộc sống an lành, hạnh phúc, tự tại, an lạc. Còn mà không là không có cách nào sung sướng được. Cho nên đại chúng về tự tìm hiểu coi vì sao mình không sung sướng, vì sao mình đang khổ, thì đều là do mình hết. Tôi nghiệm ra tôi cho rằng một là khổ vì đội đầu, đội nặng mà khổ. Hai là gì? Gánh nặng mà khổ. Ba là gì? Gùi nặng mà khổ. Bốn là gì? Sách nặng mà khổ. Năm là gì? Bưng nặng mà khổ. Tôi phân tích đội nặng khổ là gì? Là có những người tôn trọng cung kính cha mẹ ghê gớm. Thấy không? Tôn trọng cung kính cha mẹ ghê gớm. Thậm chí có những cái vị mà cha mẹ nghĩa là khó tánh, nghĩa là sống không có chân lý, mà nếu mình tôn trọng cung kính một cách ghê gớm thì nó cũng là một hình thức khổ. Nhưng mà cái đó tôi gọi là đội nặng mà khổ. Chứ cha mẹ thì cha mẹ sống theo cái đạo lý của nhà Phật, nó phải có cha mẹ phải làm theo cái bổn phận của cha mẹ, con cúng dường cha mẹ theo cái bổn phận cúng dường của cha mẹ. Chứ cha mẹ mình làm quá đáng thì mình còn không thể lúc nào mình cũng tùy thuận. Mà nếu mình tùy thuận có cái mà quá đáng thì thành ra mình đội nặng khổ gì đội nặng. Còn gánh nặng mà khổ đó là chồng con hoặc là vợ con, rồi gùi nặng mà khổ.
vì mình thương, thương chồng thương con là khổ rồi, lại gánh nặng nha, thương gia đình nha, rồi còn vui nặng mà khổ đó là mình thương bà con thân tộc bạn gì chú bác, nghĩa là mình lo mình giúp đỡ riết cho tới nỗi nghĩa là có người sạc nghiệp, rồi sắp nặng mà khổ đó là những cái thứ ăn chơi trộm ăn chơi phí lãng vô cùng, hút một cái thuốc mà tốn 15.000 đô. Tôi không biết, bởi vì cá độ đá banh, tôi mới động qua đây, cá độ đá banh rằng tôi với tụi mình ngồi đây coi đá, cá độ nha, mà thằng nào mà hút thuốc là phải thua 10.000 đô. Thế thì là anh nào cũng cố gắng không hút. Thế thì cái anh này nè, cái anh mà hiện giờ, cái anh mà cá độ là 8 triệu đô đó, bây giờ đang ở tù á, anh biểu đưa cho anh tiêu thuốc. Thì cái anh bảo vệ nó nói là thưa giám đốc, nghĩa là hiện giờ còn có 3 phút nữa ha, giám đốc là sếp là chịu khó chút xíu nữa khỏi thu 10.000 đô. Ông nói mày nói cuộc đời của tao vậy nên mà tao không dám hút điếu thuốc sao mày, lấy đem đây tao. Rồi, hút điếu thuốc vô, hút điếu thuốc bà số, đồng thời với cái xét trả cho anh kia 10.000 đô. Cái ông cá độ đó, ông cá độ đá banh và 8 tỷ bạc. Báo mới đăng qua tôi đọc tôi cười quá. Cái đó là sách, những cái mà không cần, không phải đổi, cũng không phải bắt buộc phải gánh, không phải phải ngồi, mà những cái sách lặt vặt lấy cái tiếng thơm, cái tiếng mà cho ta nể ha, mà mình chịu cái khổ như lúc vậy. Tại vì cái khổ nó nhiều thứ, là vì đổi mà khổ, vì gánh mà khổ, vì ngồi mà khổ, vì sách mà khổ, vì bưng mà khổ. Cho nên chúng ta khổ có nguyên nhân hết. Người học đạo của chúng ta phải biết rằng cái nào nặng bóc bỏ quăng ra bóp, đội mà nặng mà cái không cần thiết bóc quăng bóp thì cái thúng của mình đội đó lần lần nó lưng. Gánh mà nặng một bên 150 kg cứ bóc quăng lần ký quăng lần lần, mình biết mình đang bị gánh nặng mà bóc quăng là nó sẽ nhẹ đi. Gùi nặng bưng bỏ bớt, sách nặng bỏ bớt. Đạo Phật là vậy đó chứ không có cái gì hết. Đạo Phật là tự tìm coi mình đội nặng, nặng gì đội hay là nặng gì gánh, nặng gì gánh hay nặng gì gùi, nặng gì gùi hay nặng gì sách hay là nặng gì bực, cứ coi như thế rồi quăng bỏ ra. Tu là vậy, chứ không có lại lục gian xin cầu nguyện cái gì hết. Tôi nói hoài cái vấn đề lại lục gian xin cầu nguyện, bởi vì Phật tử của chúng ta, đạo Phật của chúng ta, là cái đó nó chịu ảnh hưởng tới mấy ngàn năm rồi, bây giờ cũng vẫn còn bài giả thêm ra, bài giả càng ngày càng thêm ra chứ không có bớt. Đó là cái điều mà tôi rất lo, tôi lo cho những người đệ tử Phật. Còn cái tu hành thật sự của đạo Phật là giống như tôi nói đó, khổ có nguyên nhân, do đổi, do gánh, do gùi, do sách, do bưng, do mang, coi cái nào bị gì, cái nào là quăng bớt ra, bỏ bớt ra. Thành ra mình phải học cái chữ trung đạo. Trung đạo là gì? Trung đạo tức là Phật tánh, mà Phật tánh cũng tức là đệ nhất nghĩa không. Đức Phật cho biết rằng mọi người là một cái tự tánh đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Nói cách khác là tự tánh của mọi người là Niết Bàn, mà Niết Bàn cũng tức là đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Cho nên chúng ta không hề có một cái gì ở trong chúng ta, không có cái gì mà làm chúng ta nặng nề cực nhọc gì hết. Mà chúng ta sở dĩ mà sống nặng nề cực nhọc là như tôi nói là do đội, do gánh, do gùi, do mang, do sách, do bưng. Coi mình bưng cái gì, mình bưng mấy đứa cháu nội, mấy đứa cháu ngoại, rồi mình xách cái thứ anh em mà cô cậu chú bác bạn gì đó, mình xách được bao nhiêu huynh đệ nữa, rồi mình gánh cả chồng cả con, rồi cả vợ bé của chồng, rồi cả con riêng của vợ, không coi mình gánh được bao nhiêu. Rồi có mấy đứa em vợ nó đòi xin nhà, mấy đứa em chồng nó đòi chia sinh chức đó, coi cái mình gánh rồi bao nhiêu. Mình thấy mình gánh nhiều quá là mình bưng mình
tóc rồi quăng bớt. Rồi coi mình đổi bao nhiêu. Có ông già vợ có nhậu rượu mỗi ngày mấy lít, rồi ông già ruột mình nhậu ngày mấy lít, còn bà già ruột mình tính tính sắc là mỗi ngày thu mấy triệu, rồi là đổi đấy. À, cha mẹ vừa nhậu, bên ông thì nhậu, bên bà thì tính tứ sắc cờ bạc, rồi đi chơi ăn xài, vậy mà mình phải đổi thứ đó, đổi đó đổi gì đổi, thì coi chừng phải bốc quăng bớt đấy. Chứ nếu mà cha mẹ mà cần già mà giống như để lão là mình cúng dường cơm nước quần áo cho ăn cho ở là chuyện đó bổn phận của mình tới đó thôi chứ, thấy không? Mà giờ còn quánh bài mỗi ngày thua 10 triệu, còn ông già thì nhậu hoài sai hoài chửi tùm lum tà la, còn lấy tiền đi cho bộ nhí nữa, đủ thứ. Thành ra coi coi mình đổi cái thứ đó, phải bóc quăng xuống đi. Đương nhiên là cha mẹ mình phải đổi rồi, ăn uống cơm nước nghỉ ngơi rồi phải lo cúng dường cha mẹ, đó là cái bổn phận mình phải đổi cỡ đó. Nhưng mà bà mỗi ngày bà thua 5 triệu, 7 triệu vậy sao tôi chịu nổi. Còn ông uống rượu là 7 ngàn chai, 8 ngàn chai, rồi ông uống ông rủ nhiều người lại rồi say sưa là la nhà tôi, sao tôi chịu nổi. Bốc hoành bớt. Đấy, cho nên là cái đó là tôi thiền định ra đó, chứ cái đó Phật không có nói. Tôi thiền định ra, thiền định để tìm cái nguyên nhân khổ. Tìm nguyên nhân khổ gì đâu, vì đội, vì gánh, vì ngùi, vì mang, vì sách. Thành ra cái từ để nhất nghĩa không, cái từ trung đạo nó hay lắm. Phật dạy chúng ta rằng chúng ta là cái người không hề có mang gánh cái gì. Chúng ta là người một pháp ở trong vạn pháp, chư pháp tùng bán lai thường tự tịnh diệt. Các pháp từ xưa tới nay nó tự nó vắng lặng, tự nó thanh tịnh, tự nó trong trong sáng, không hề có cái bệnh nhân nào. À, thì con người của chúng ta là một pháp trong vạn pháp, cũng tự trong sáng, tự tịnh diệt, tự vắng lặng từ xưa tới nay. Nếu chúng ta không đổi, không gánh, không ngùi, không mang, không sách, thì chúng ta là cái người đi không đó chứ. Chúng ta là con người đi không đó chứ. Tại mình mang nhiều quá, ngồi nhiều quá, đổi nhiều quá, sách nhiều quá. Đấy là tôi nói là theo cái đường lối của Đạo Phật là như thế. Hết giờ rồi, thôi ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoạn pháp vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.